Hello, xin chào các bạn nhé. Các bạn trở lại với kênh YouTube Nhân Ve Chai TV, chia sẻ về cuộc sống đời thường, mua bán ve chai phế liệu. Thì được sự yêu mến của các bạn, thì càng ngày kênh YouTube của Nhân Ve Chai TV được nhiều người xem và nhiều người bình luận ủng hộ, thì Nhân xin cảm ơn. Thì có nhiều người bạn nhắn tin hỏi thăm mình là: anh ơi, cái cục xe máy dây Rimway xe 78, xe 81 nó tổng cộng là được bao nhiêu ký và nó bao nhiêu ký nhôm, bao nhiêu ký sắt và mua giá bao nhiêu tiền? Thì hôm nay nhân tiền ở nhà là mình vừa rồi cũng mua được mấy chiếc xe ve chai của người dân, họ không đi nữa, họ bỏ, họ bán, thì mình sẽ cân cho các bạn biết cục xe máy nó là bao nhiêu ký nha. Đây là cục xe máy 78. Còn cục xe máy quay rim thì mình nói sau, các bạn theo dõi nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là cục máy 78. Nó đang đầy đủ chân chống này, giò đạp này nha các bạn. Thì vì nhân quay phía trước nên các bạn là nó lệch nhìn về cân nha các bạn, nhưng nó đúng là 19 kg nha các bạn. Đây 19 kg. Chưa được 20 kg đây. 20 kg tới đây mà 19 kg nha các bạn. Thì đây là nguyên cục máy của chiếc là 78 nha các bạn. Làm được 19 kg. Thì trong đó cục máy 78 này thì nó vì cái lòng này lòng sắt, nó chỉ được cái đầu là nhôm với lọc giữa thôi. Thì tổng thể của chiếc 78 này thì nó nằm khoảng 5 kg nhôm, 5 kg nhôm và 14 kg sắt. Đấy thì tổng thể đó, thì với 19 kg, 5 kg nhôm và 14 kg sắt, thì các bạn tùy vào thời điểm mà các bạn mua giá cả thôi. Chứ bây giờ mình nói cũng không đúng, không biết thế nào. Có thời điểm giá nhôm thấp, sắt thấp thì mua có trăm mấy, 200. Còn thời điểm bây giờ thì giá nhôm cao, sắt cao hơn thì có thể mua 200, 200 mấy. Đấy, tùy theo cái thời điểm mà mình mua mình bán thôi. Chứ bây giờ mà nói giá bảo mua bao nhiêu tiền thì nói chung các bạn nhìn vào số lượng nhôm và lượng sắt, các bạn ước tính ra được rồi các bạn mua cảm thấy có lời thì các bạn mua thôi. Còn về chiếc xe quay và rim thì nó tổng thể nó nằm cỡ 21 kg. Tức là nó hơn xe 78 này là khoảng 2 kg cho các bạn. Thì tổng nhôm của chiếc xe rim á, nếu như xe rim quay á mà cái nòng này này. Cái nòng này các bạn, đây cái nòng này, nếu như xe rim cái nòng này mà bằng nhôm á thì nó được 6 kg nhôm nha các bạn. Còn nó mà bằng sắt á thì nó cũng nằm cỡ là 5 kg, 5 kg mấy thôi, nó cũng không hơn bao nhiêu cái xe 78 này hết. Và số lượng sắt thì nó cũng nằm cỡ 14, 15 kg thôi. Nên vì thế khi các bạn mua thì nó cũng là ngang ngang giá nhau với chiếc 78 thôi. Còn về chiếc mà xe tay ga thì nhôm nó nhiều hơn. Nó tổng thể một chiếc tay ga thì nó nằm khoảng mười mấy kg nhôm với 40-50 kg sắt gì đó. Thì chỉ theo chúng ta mua thôi. Thời điểm trước đây rẻ thì mua 700. Đấy, nhưng bây giờ hơn tới 800-900 một chiếc. Đấy, thì đợi đây thì chúng ta mua bán là cảm thấy chúng ta có lời là chúng ta mua. Nhưng khi chúng ta mua xe cũ là đồ ve chai á, nhưng mà các bạn cũng phải để ý, mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Mình đi mua ve chai, những chiếc xe nào mà người dân đảm bảo cho mình là xe của người ta, họ bán là mình mới mua. Những chiếc xe này mình mua hầu như các bạn có giấy tờ hết. Nếu như không có giấy tờ thì họ cũng viết giấy tờ cho mình và đảm bảo cho mình rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Chứ mình không chịu trách nhiệm thì mình mới mua. Bởi vì mua một chiếc xe ve chai này là lời chỉ được trăm, hơn trăm ngàn thôi. Còn mà đụng chạm đến những xe ăn trộm ăn cắp rồi nó ảnh hưởng đến là công việc, những cuộc sống của mình. Nên mình là những người đi mua ve chai trước, mình biết được những gì á thì mình chia sẻ lên
để cho các bạn biết và các bạn nắm, rồi các bạn đi mua thôi. Chứ cái này thì nói thật các bạn, không có ai tài giỏi cả đâu. Làm trước thì biết trước, làm sau thì biết sau. Trường đời dạy cho ta khôn lớn mà. Mình trước đây cũng không biết là nó bao nhiêu kỹ sạt, bao kỳ nhôm đâu. Nhưng khi mình đi mua mình bán rồi, rồi được những người mua bán ve chai họ nói, rồi cũng như là mình sẽ mở ra mình xem nó bao nhiêu nhôm, bao sắt. Nó là như thế thôi các bạn. Giờ mình sẽ mở mấy cục máy này để mình bán đó các bạn. Nói chung những cục máy này mà bán xài vẫn xài được các bạn. Một số bộ phận thì nó còn thể hư, nhưng còn số vẫn xài được, nhưng mà thôi. Bán ve chai thì các bạn ơi, cái nào mà nên bán sử dụng thì để bán sử dụng, còn cái nào mà hư rồi thì cho đi ve chai ra. Đấy, những gì mình chia sẻ là đều thực tế hết, nên không có gì là phải các bạn đừng bảo là khó khăn, không có gì khó khăn cả. Còn mà nói chung các bạn, mình chia sẻ lên đây để cho những người mà có xe cũ á, hay những tiệm rửa xe mà có các xe cũ bán là nhiều lúc họ đòi giá quá cao các bạn. Đòi cao quá, bảo một chiếc xe cả 80-90 kg mà mua được có 600-700 bạc. Nhưng mà họ không hiểu rằng á, 80-90 kg á, 70-80 kg đó là phải tổng thể của một chiếc xe. Tức là nó cộng từ tất cả của một chiếc xe thì mới được 70-80 kg, chứ không phải là 70-80 kg đó về chúng ta bán phế liệu hết. Bởi vì trong đó có hai cái lốp này, ruột này, hai cái lốp là nó hết 5-6 kg tùy theo xe, hai cái ruột hết gần ký, rồi là mụ này, dàn mụ này, rồi là yên xe này, đủ thứ luôn. Đây thì một chiếc xe Rimway á, nếu mà lột sạch ra thì chỉ nó chỉ có làm 50-60 kg thôi, nó không có hơn, có 50 kg à. Nên chúng ta tùy theo thời điểm giá cả mà chúng ta mua, chứ đòi cao quá thì nó các bạn là nhân cũng không mua. Cho dù mà họ có cả chục chiếc, cả trăm chiếc chi nông vậy thôi. Xe này thì lâu lâu mua mới mua được thôi, bởi vì người ta hư nó người ta bỏ thôi, chứ không mua được nhiều đâu các bạn. Mua được một lâu lâu mua được một vài chiếc. Đi mua thì người dân xe họ hư hỏng sửa là có nhiều. Nhiều lúc mình đi mua rồi họ gặp mình, họ anh có mua xe ve chai không? Đấy, nói như vậy làm gặp rồi mua luôn các bạn, chứ thực tế xe khi nào hư họ mới bán, chứ còn mà xe mà còn đang đi được thì ít ít khi họ bán lắm. Họ phải sửa đã, họ sửa mà rồi họ không sửa nữa, họ bỏ đi á, thì lúc đó mới có xe ve chai đó. Số lượng xe ve chai thì nó cũng ít lắm, nó cũng không được nhiều đâu các bạn. Nói chung mình cũng thường xuyên một tháng cũng mua được là mấy chiếc đấy các bạn. Thì đó, nhân tiện hôm nay là mình ở nhà đây, mình mở gỡ mấy cục máy này để mình bán. Thì mình chia sẻ cho các bạn biết. Thì mong rằng là những chia sẻ của mình sẽ góp ích cho các bạn biết được là nó bao nhiêu ký nhôm, bao nhiêu ký sắt. Thì các bạn lần đầu tiên đi mua ve chai thì các bạn không phải bỡ ngỡ. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Nhân Ve Chai. Một lần nữa Nhân xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy kênh của Nhân hữu ích thì cho Nhân một cái đăng ký, một cái chia sẻ và một lời bình luận, để Nhân ngày càng ra những video hay, bổ ích, giúp người giúp đời nhiều hơn. Thôi đến đây Nhân xin tạm dừng ve chai ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye nha.